Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 15 tháng 1, Thánh Phaolô ẩn tu. Ngày 16 tháng 1, Thánh Bera và các bạn tử đạo. Nhiều khi con đến với Chúa, nhưng con ngã lòng trong cây. Nhiều khi con đến với Chúa, nhưng lòng tin con hờ hững. Và khi Chúa mở trí lòng con, và khi Chúa chạm đến hồn con mới biết Chúa yêu con nhiều. Lòng thương xót Chúa có bao la, ôi thật hay là. Lòng thương xót Chúa có mênh mông như trời giáng đông. Giờ kia lòng sưởi ấm tim con, lòng thương xót Chúa luôn vẹn tròn, đẹp tươi mãi như một màu son. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 15 tháng 1, Thánh Phaolô ẩn tu. Ngày 16 tháng 1, Thánh Bera và các bạn tử đạo. Ngày 15 tháng 1, Thánh Phaolô ẩn tu. Khi mất ở độ tuổi 113, Thánh Phaolô ẩn tu có cả một quãng đời dài để nhìn về quá khứ. Chắc hẳn là lúc chết, Ngài đã nhận được nhiều niềm hoan lạc và bình an. Đây là những lý do. Thánh Phaolô sinh năm 229 trong một gia đình công giáo. Họ sống ở vùng Tê-bê bên nước Ai Cập. Song thân của Phaolô đã hướng dẫn Ngài cách yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa với hết cả tâm hồn bằng chính đời sống của họ. Chắc chắn Phaolô đã rất đau buồn khi mất cả cha lẫn mẹ lúc vừa tròn 15 tuổi. Vài năm sau, năm 250, hoàng đế Decio bắt đầu bách hại giáo hội một cách tàn bạo. Phaolô đã ẩn trốn trong nhà một người bạn nhưng không được an toàn. Người anh rể chiếm giữ tiền bạc và của cải của Phaolô. Anh có thể dễ dàng nộp ngài cho các nhà cầm quyền. Vì vậy, Phaolô đã rời bỏ anh để vào ẩn ở trong sa mạc. Phaolô tìm được một cái hang gần bên cây cọ và dòng nước ngọt. Rồi Phaolô đã định cư ở đó. Phaolô đan những lá cọ lại với nhau làm quần áo. Phaolô sống nhờ trái cây và nước uống. Phaolô dự định chỉ lưu lại đó cho tới lúc cuộc bách hại kết thúc. Nhưng khi cuộc khủng bố chấm dứt, thánh nhân đã bị cuốn hút say mê vào đời sống cầu nguyện. Phaolô cảm thấy thật gắn bó với Thiên Chúa. Làm sao lại có thể rời bỏ nơi này được? Rồi Phaolô quyết tâm ở lại sa mạc và không bao giờ trở về với nếp sống thành thị xa hoa nữa. Thay vào đó, Phaolô sẽ dùng đời sống hàng ngày để cầu nguyện cho những nhu cầu của hết thảy mọi người và cho các tội nhân được ơn hoán cải. Cùng lúc ấy, có một vị ẩn tu thánh thiện khác tên là Antôn. Thánh Antôn tưởng rằng mình là ẩn sĩ duy nhất, nhưng Thiên Chúa đã tỏ cho Antôn thấy Phaolô trong một giấc mơ và bảo ngài hãy đến thăm Phaolô. Thánh Phaolô rất đỗi vui mừng khi gặp được Antôn, vì thánh nhân biết rằng chỉ trong vài ngày nữa mình sẽ qua đời. Phần Antôn, ngài đau đớn buồn sầu bởi không muốn mất đi một người bạn mới quen biết này sớm như vậy. Và Phaolô đã về trời ngày 15 tháng Giêng năm 342 như ngài tiên báo. Antôn an táng ngài trong tấm áo khoác ngoài của Thánh Athanasio. Sau đó, Antôn trở về nhà và cất giữ kỹ lưỡng bộ quần áo kết bằng những lá cây cọ mà Phaolô đã dùng.
thánh nhân không bao giờ quên người bạn thật phi thường tuyệt vời này. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta có thể trân trọng giữ gìn một kỷ vật, thậm chí một ký ức đẹp của một người nào đó mà chúng ta yêu mến nay đã lìa đời. Chúng ta sẽ cảm thấy điều này rất gần gũi khi gặp lại trên thiên đàng. Có được những người bạn tri kỷ thật là một món quà đặc biệt, món quà quý hiếm Chúa trao tặng. Có khi ta ở với nhau cả bao nhiêu năm mà vẫn không thể là người bạn thân, không thể là tri kỷ với nhau được. Vẫn chỉ là bè chứ chưa phải là bạn. Có khi ở với nhau nhiều năm mà vẫn chưa có thấy rằng đây là người tri âm tri kỷ của tôi được. Mà Phaolô và Anton mới gặp nhau thôi, nhưng mà hai người đã như là tri âm tri kỷ, như là những người bạn thân, vì họ có chung một chí hướng, họ có chung một lý tưởng. Cho nên những con người đi vào con đường lòng thương xót là những con người có chung một lý tưởng. Nếu hết lòng vì lòng thương xót Chúa, nếu làm hết sức hết mình vì lòng thương xót của Chúa, loan truyền lòng thương xót của Chúa, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, ta mới dễ gặp được nhau. Còn nếu mà đi vào con đường lòng thương xót mà người thì vụ lợi, người thì vô vị lợi, cũng chẳng gặp nhau được. Người thì hy sinh quên mình, người thì lúc nào cũng lo cho bản thân mình, lo hưởng thụ, cũng không gặp nhau được. Vì thế mà tôi cảm thấy trong cuộc đời của mình 15 năm hành trình, người ta cứ bảo sao cha không kiếm thêm những người để mà gọi là cùng chí hướng, những anh em mà tu trì cùng chí hướng để làm công việc này. Tôi nói họ đã đến nhưng mà họ đã đi, vì họ cảm thấy con đường này khó đi quá. Họ cảm thấy con đường này không phù hợp. Họ cảm thấy con đường này không như họ tưởng. Cho nên họ đã đến và họ đã đi. Họ rồi lỡ mà mai mốt Chúa gọi về thì còn ai kế tiếp cái công việc này? Cha không là truyền nghề. Bảo đành phải thất truyền thôi. Vì cái này có phải là mình muốn đâu. Tôi cũng đâu có muốn. Nhưng mà Chúa muốn, Chúa gọi, Chúa chọn. Chú chộp lấy tôi, mà như là Thánh Phaolô bảo, chú chộp lấy tôi không cưỡng lại được. Lòng thương xót Chúa chộp lấy tôi. Trong lúc tôi không có một suy nghĩ gì, không có một lựa chọn nào. Nhưng mà rồi cứ để, Chúa cứ để từ từ thấm dần. Và 15 năm tôi cũng gặp được những người giáo dân, những người bạn tốt, rất tốt ở Việt Nam, cũng như những nhiều người bạn khác ở nước ngoài bây giờ. Dù chúng tôi chưa một lần gặp nhau, chỉ trao đổi qua email, qua điện thoại, qua những bài giảng, qua những bài chia sẻ hàng ngày. Nhưng mà có nhiều người dường như tôi nói sao họ đã cảm nhận được, và như dường như tôi cảm thấy họ đồng cảm với tôi để tiếp tục công việc loan truyền lòng thương xót Chúa bên Hoa Kỳ, bên Úc hoặc những các quốc gia khác, và ở ngay cả đất nước Việt Nam này. Cho nên có những người đi một đoạn đường rồi họ rẽ sang ngã khác. Vừa đúng lúc mà họ rẽ sang ngã khác thì Chúa lại gửi những người khác đến. Và những người khác đến, cho dù chúng tôi chưa có cái đậm đặc của thời gian, nhưng mà họ có thể cảm nhận được. Và họ cộng tác rất tích cực. Và điều đó làm chúng tôi cảm thấy bàn tay của Chúa quan trọng. Chúa gửi cho mình những con người nào đó đúng thời, đúng buổi, đúng lúc. Quan trọng là mình cũng biết nhận ra đó là món quà của Chúa gửi hay không. Có khi người ta đến mà mình không tiếp đón, mình không sẵn sàng, mình không mở lòng. Chúa bảo quà ta để cửa này long, ra mà mở, ra mà lấy. Chúa ơi, mở cửa đưa vào đi, bắt con ra con mở cửa mất công quá. Mình không mở cửa ai vào được. Chúa bảo không, không ai mở cửa được ngoài chính mày. Mày phải ra mở cửa thì người ta mới vào được, quà ta để sẵn rồi. Cửa lòng mình không mở, ai bước vào được. Lòng mình không mở, ai bước vào được. Cho nên hãy mở cửa lòng mình ra, để ai mà Chúa sai đến, ai mà Chúa gửi đến, thì họ thấy cửa đã mở
mọi sự đã sẵn sàng, họ đến rồi chúng ta mới có thể trở thành những Phaolô và Anton ngày hôm nay, cùng song hành, cùng hiệp hành trên con đường lòng thương xót. Ngày 16 tháng 1, Thánh Bera và các bạn tử đạo. Một nhóm tu sĩ dòng Francisco được Thánh Francisco Assisio trao cho công tác đến Morocco. Họ có nhiệm vụ truyền bá giáo lý Kitô giáo cho những người Hồi giáo. Vì vậy, năm 1219, các tu sĩ Bera, Ferro, Adato, Acuzio và Odo đã vượt tàu ra đi. Morocco là một miền đất xa xôi nằm ở phía tây bắc Phi Châu. Chuyến đi thật dài ngày và nguy hiểm. Nhưng sau cùng, các ngài đã đến Seville, nước Tây Ban Nha, và lập tức các ngài rao giảng trên các đường phố và công trường. Người ta coi các ngài như những người mất trí và họ đã bắt giam các ngài. Để khỏi bị trở về quê hương, các tu sĩ đã nói rằng họ muốn được gặp Đức Vua các nước Hồi giáo. Vì thế, chính phủ Seville đã gửi các ngài tới Morocco. Vua các nước Hồi giáo đã tiếp nhận các tu sĩ và cho phép các ngài được tự do rao giảng trong thành phố. Nhưng có một số người không thích chuyện này. Họ phàn nàn với các nhà cầm quyền. Do đó, nhà vua đã cố gắng giải cứu các ngài bằng cách gửi các ngài đến trú ngụ ở Marrakech, phía tây vùng biển Morocco. Có một nhà quý tộc theo đạo Công giáo và là bạn của vua các nước Hồi giáo tên là Dom Pedro Fernando đã đem các ngài về nhà dòng. Nhưng các ngài biết sứ mệnh của mình là phải rao giảng đức tin. Vì vậy, các ngài lại trở về thành phố. Điều này đã chọc giận một số người không muốn đón nghe sứ điệp của các ngài. Những lời than phiền đã làm cho vua các nước Hồi giáo giận dữ, đến nỗi một ngày kia khi nhìn thấy các tu sĩ đang giảng dạy, vua liền ra lệnh cho các ngài, một là phải ngưng lại ngay, hai là phải rời khỏi đất nước. Khi trình bày việc phải thực hiện một trong hai điều này là bất công, thì các ngài liền bị xử trảm. Hôm đó là ngày 16 tháng Giêng năm 1220. Dom Pedro đến nhận xác các thánh tử đạo. Cuối cùng, ông mang di hài các ngài tới thánh đường thánh giá ở Coimbra, nước Bồ Đào Nha. Sứ mệnh đến Morocco của các tu sĩ thật vắn vỏi. Và bề ngoài xem ra có vẻ như thất bại, nhưng kết quả lại thật gây ảnh hưởng. Câu chuyện của những vị anh hùng này đã thắp lên trong lòng các tu sĩ dòng Francisco ước muốn cũng được đi truyền giáo và tử đạo. Gương chứng nhân đặc biệt của các ngài đã thôi thúc một thanh niên khao khát muốn được hiến dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa với danh hiệu là linh mục dòng Francisco. Chúng ta biết ngài chính là Thánh Anton Padua, lễ kính ngày 13 tháng 6. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta qua câu chuyện của Thánh Bera và các bạn tử đạo, không phải lo lắng về sự thành đạt hay thất bại trong công việc chúng ta làm. Miễn là chúng ta cố gắng làm với hết khả năng của mình. Thiên Chúa có thể dùng những nỗ lực và sự dâng hiến của chúng ta để giúp người khác sống tốt hơn thì sao? Cho nên, khi các em làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những phương tiện truyền thông, có khi nó bị trục trặc, có khi nó bị trở ngại, có khi nó bị hư, tôi nói không sao cả. Điều quan trọng là mình đã cố gắng hết khả năng của mình rồi. Đừng làm biếng, đừng ỷ lại, đừng có thờ ơ, đừng có làm cho qua lệ chiếu lần. Làm việc gì cũng vậy, từ việc nhỏ đến việc lớn, mình tập đi. Tập làm sao mà mình việc nào cũng cố gắng chu toàn và để ý. Phải tập quan sát và để ý. Người ta làm, mình không làm thì mình quan sát coi. Cái nào hay thì ghi nhận, cái nào không hay thì đến khi mình làm mình đừng đi vào cái không hay đó nữa.
Còn người ta làm mình cứ thờ ơ, mình cứ kệ ai làm, không phải việc của tôi, không quan tâm. Thì đến phiên mình làm, lúc đó mới ngỡ ra không làm được. Và khi mình làm thì chúng ta không hấp tấp vội vàng, nhưng mà không có chậm chạp ù lì. Làm nhanh nhưng mà phải chính xác. Mà muốn nhanh, muốn chính xác thì phải tập có óc quan sát. Quan sát A, B, C, rồi 1, 2, 3 là quan sát, suy nghĩ kỹ rồi bắt tay vào làm thì mới chính xác được. Còn mình vừa thấy là mình lao vào mình làm mà không có quan sát, không suy nghĩ, làm nó bẻ chuyện hết. Và quên một lần thì phải nhớ, chứ không có cho phép mình cứ lần nào cũng dạ con quên, không được. Tại vì mình không để tâm vào thì nó mới quên, còn để tâm vào sai một lần nhớ mãi. Và mỗi lần sai như vậy thì lại là một cái thành công, vì là một bài học cho mình không bị thất bại ở những lần sau nữa. Cho nên đó là thành công chứ đâu phải thất bại. Và khi thành công coi chừng đó là thất bại, vì mình sẽ dễ kiêu ngạo. Ta đây không ai thay được đâu đó. Không có con này là ma mà nó làm được đâu. Đó là thất bại. Dù là thành công bên ngoài nhưng mà thất bại trước mặt Chúa. Vì thế thành hay bại không quan trọng trước mặt Chúa. Người đời họ đánh giá thế nào, đó là chuyện của họ. Có thể khách quan hoặc là chủ quan họ đánh giá theo kiểu của họ. Đừng bận tâm quá. Cứ phải nghe coi, họ nói hay à? Vậy là hay à? Chưa chắc, có khi nó nịnh thì sao? Có khi nó muốn lấy lòng mình thì sao? Lúc nào nó cũng chê ý, chê ôi. Nó ghét con, nó thành kiến với con, nó mới chê. Nhớ nó chê thật thì sao? Mà nó chê đúng thì sao? Phải cảm ơn nó chứ, phải tạ ơn Chúa vì nhờ nó chê mà mình mới sửa được chứ. Lúc nào cũng con làm đẹp lắm, con làm hay lắm. Hay này mà hay gì dở thế bà, thì xong thế nó khen. Nó nịnh mày, nó khen, ôi, nó có mất gì lời nịnh. Nịnh có mất tiền không? Vậy thì sao tụi nó gì nó không nịnh? Mà nó được mình thích, nó lại bao nhiêu sô-cô-la cho nó hết. Tiêu rồi. Tiêu rồi. Đó cho nên là Thiên Chúa có thể dùng những nỗ lực và những sự dâng hiến của chúng ta để giúp những người khác sống tốt hơn. Dùng nỗ lực của mình, dùng cái sự thất bại của mình, dùng những cố gắng của mình để giúp người khác thì sao? Mình đâu biết được Chúa dùng mà. Cho nên có khi mình lời cầu nguyện của mình cho người này mà lại làm phương Đông mà được phương Tây thì sao? Làm đằng Đông mà được đằng Tây thì sao? Chứ đâu phải cứ làm đằng Đông chứ bảo mày làm đằng Đông tao cho đằng Tây được không? Không. Thì mày làm đi. Mày cho được cái gì không? Mày có gì đâu mày cho. Mà Chúa biết rằng là không cho nó thì tốt hơn, cho thằng này thì tốt hơn thì sao? Cho nên thưa anh chị em và các bạn, Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là ta ban thưởng công việc của con làm không phải bởi những thành quả, không phải bởi kết quả công việc con làm, không, nhưng bởi những nỗ lực, cố gắng, hy sinh, vất vả của con và tình yêu con đặt vào khi con làm công việc đó. Amen. Nhiều khi con đến với Chúa, nhưng niềm tin con nào thấy? Lập thương son của Chúa từ nhân, hằng ban xuống ngàn phúc hồng ân. Ai đến với Chúa luôn ân cần. Lòng thương xót Chúa quá bao la, ôi thật hay là. Lòng thương xót Chúa quá mênh mông như trời giáng đông. Giờ kia nắng sưởi ấm tin con, lòng thương xót Chúa luôn vẹn tròn, đẹp tươi mãi như một màu son. Chưa chấp nhận
lòng tin con quá yếu đuối, ra về hoang mang lạc lối. Con vương vấn chân thế mà thôi, cầu xin Chúa chẳng thấy được ơn, con chán ngán biết tin ai được.